giờ sọt ôn coi được chưa? thì các bạn biết rằng là trong cái mấy ngày tuần vừa rồi ấy, thì thạch cũng chỉ sọt có bitcoin và sọt eth. Sọt bitcoin thì thạch có những cái lệnh sọt từ cái vùng là ba ba mươi bảy tám trăm ba mươi bảy chín trăm eth là vùng hai trên hai nghìn một trăm. thì bây giờ bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào ôn coi nhé. Thì hiện giờ ấy, các bạn muốn biết là sọt ôn coi được chưa ấy, Thì các bạn nhìn vào total 3 này à, Nếu mà bây giờ các bạn nhìn vào tô 3 trên cái khung thời gian là à, ngày ấy thì các bạn sẽ quan sát rằng là tô 3 thì cái xu hướng giảm ấy Nó chưa được kích hoạt và ở khu này thì là sẽ là xảy ra cái tình trạng là đồng tăng đồng giảm nên không phải đồng nào cũng sọt được thì cái câu trả lời là tùy đồng các bạn ví dụ như bây giờ mình sẽ xem cái đồng avax này thì hiện tại avax ở trên cái khung thời gian ngày cũng chưa có tín hiệu gãy cản và nếu mà để mà đánh scap ấy thì chúng ta vào khung thời gian 1 giờ thì hiện giới khung thời gian 1 giờ thì các bạn nhìn này avax chưa có tín hiệu giảm Bây giờ mà sọt AVAX tại cái mức giá tại thời điểm hiện tại mà 18k3 ấy, là cũng là cản tàu. Bây giờ mình sẽ nhìn vào cái đồng khác, như Sonana đi. Thì Sonana thì trên cái khung thời gian 1 giờ này thì hiện giờ nó cũng chưa có tín hiệu sọt. Mà bây giờ mà sọt ở cái mức giá 38 thì cũng là chưa chưa đủ tín hiệu nên là chúng ta sẽ cần phải quan sát thêm đấy thì avac sonana thầy đang nói tại thời điểm hiện tại nhé Uh, nhựa đồng run này uh, sọt được chưa thì hiện tại cũng chưa các bạn nhé thì đây là trong cái tín hiệu tăng chưa đấy xem ba đồng này avax sonana run chưa có tín hiệu sọt này linh nhá, xem linh xem có tín hiệu sọt chưa cũng là chưa các bạn chưa chưa có tín hiệu sọt linh bây giờ sọt linh nó cũng là cản tàu đấy các bạn tại thời điểm hiện tại thì tạch uh, sợt mấy đồng rồi nhưng mà chưa thấy chưa thấy một cái cơ hội nào cả A về nhé. Chưa nha các bạn nhé. Chưa. Sọt bây giờ cản tàu khá cao. Thì bây giờ chúng ta sẽ đứng ngoài thôi các bạn. Sọt chưa sọt được đâu. Đấy. Bao giờ Toto 3 ấy, nó phải gãy cái cản là 405, 403 tỷ. Thì thị trường ôn coi nó mới đâm mạnh được. Chứ hiện giờ đứng ngoài thôi.